Bây giờ đố á là phải đố như vậy nè. Bây giờ tôi đố mấy ông nha. Ba của thằng Boruto là Naruto, đúng chưa? Ba của thằng Naruto á là Minato. Vậy ba của Minato là ai? Đó, đố vậy đó mới là đố. Biết câu trả lời không? Tôi chắc chắn là không ông nào trong kênh chat biết, tại vì mấy ông coi truyện hay là mấy ông coi phim, mấy ông phần lớn mấy ông sẽ tua, mấy ông sẽ không biết tên của ba, tức là ông nội của thằng Naruto là tên gì. Sao biết, làm sao mà biết được, tức là cái người mà đẻ ra Minato á tên gì biết không? Tuổi, cho xin cái tuổi. Ok, 1-0 nha. Đố anh mất trái gì có vỏ màu xanh, ruột màu đỏ, bên trong có hạt dưa hấu? Coi thằng này, nó thách gì? Thách anh mất giải được donate 500k. Nam có 10 cây kẹo, Nam ăn hết 2 cây kẹo, hỏi vận tốc tương đối của viên kẹo khi chuyển động trong thực quản, biết trong miệng của Nam có chứa enzyme lipase. Nghĩ đi, dẹp. Không trả lời được một đề. Quá đòn thiệt chứ. Ôn trời. Ok, một đều. Tạm nghỉ nha, mất vô trận rồi, tạm nghỉ. A few moments later. Anh ơi, em fan Minato nè và em vẫn chưa nghe đến tên bố Minato. Trời, fan đâu có nghĩa là sẽ biết được tên của bố người hay người người mình hâm mộ đâu em. Ví dụ như bây giờ bao năm qua mấy ông biết tôi là Trần Văn Cường nè, đúng không? Đúng không? Vậy mấy ông biết ba tôi tên gì không? Có ai biết không? Sao biết được? No 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 no. Nếu bây giờ anh em muốn biết ba tôi là ai á, anh em lên anh em search trên Google, anh em search chủ tịch tập đoàn BKMS Bình Dương là ra tên ba tôi liền. Không, ba mất họ Lý, mất là theo họ mẹ cho nên là không ai biết đâu. Nhà nội mất là họ Lý nhưng mà mất là từ nhỏ là mất theo gia đình ngoại cho nên là mới lấy họ mẹ. Em kiếm con tim anh đập ba da bùm. Má, mấy ông kênh chat mấy ông nhây được chứ, mấy ông coi nè. Ác ôn này chứ. Ôi kênh live stream kìa. Anh em nhìn tôi bật cái map hai rồng lên nè. Đó. Ghê không? Thằng nát hả? Thằng nát đi thăm em dâu rồi. Mà hồi nãy tôi qua kênh stream của thằng nát nha. Cái đầu thì cái đầu trọc, giọng này, kiểu như cái mặt thì dơ dơ, xong rồi là đi thăm em dâu, mẹ nghe cứ liên tưởng đến một cái gì đó kinh kinh khủng khủng không à. Ui ác ồn luôn chứ. Con khuyết này cầm thiêu đốt hả? Vậy thôi phải bơm mình máu rồi, ngồi đâm nó chết rồi. Ơi sao mà chết được anh Thuyết ơi. Điên cái gì á. Đâu rồi, 180 giây đúng không? 6 19 mid ignite. Đó. Chết không anh em? Anh Thuyết này nó hung dữ dữ kìa trời. Con này con chó chứ đâu phải con cá đâu. Nó sắp 6 rồi, nó canh thả cá tôi kìa. Có nó kìa. Trời ơi, cản ông ta con xe hộ cái. Hay. Ý là tôi hay á nha, chứ không phải anh Calista hay đâu nha. Mất phải lên một chiếc giày. Nhưng mà bây giờ đéo mua giày được. Ác ôn với tôi được chứ, lấy cái điểm này là cái quần què gì không biết nữa. Ờ đúng cha đó. Gray. You no gun mid. Can win. Không được, nó tiếng Việt tụi bay đéo có hiểu. Phải nói vậy tụi bay mới nhớ.
dài. À, ông trời cho tôi thêm một cơ hội. Đó, anh em thấy không? Con xe nó cũng giống như là cờ rớt vậy đó. Đôi khi chúng ta gọi là bỏ qua một cơ hội, nhưng ông trời cho chúng ta cái cơ hội thứ hai hay không, đó là một câu chuyện khác. Ok chưa? Ẩu rồi David. Ẩu. Quá ẩu. Sếp à? Miss sếp à? Ừ. Ờ, chó này cút, 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 cút. Tao nói cút là cút. Trời ơi con kìa. Ơi là trời. Mít dung sớp ạ. Pha đó hên ly xin, nó sống âm hụt chứ. Nó sống âm trúng là nó chết với mất rồi. Nó sống âm trúng nó vô mất bật cái lá trắng lên, mất tuôn nó cái là chết rồi. Ok chưa? Thấy tôi xử lý đỉnh chưa? Được chưa? Cái này là tao chết chứ đéo phải mày giết. Ok chưa? Đồng hồ đi. Bắt xe mẹ luôn. Trời ơi, nó quýnh cái gì, nó quýnh y xèo luôn rồi. Nó nì cà chiên chả la cà luôn rồi. Ôi rồi đây sắp bạc rồi. Trời ơi, support sắp bạc rồi. Hay. Ha, pha cái gì mà không đủ đam rồi. Tiếc á. Quỳ nó một cái. Hay hay hay. Hay. Sếp bạc. Mấy ông nói hên đi, mấy ông nói hên nó đi. Mấy ông phủ nhận tôi đi, phủ nhận tôi đi nè. Nè, phủ nhận đi. Mày chạy đâu hả? Mày chạy đâu đó, né chiêu như vậy đó, phủ nhận đi. Đó, thấy chưa? Nhường con người đây blue rõ ràng. Sếp bạc. Mày chết 3, tao chết 2. Mày hỏi tao chết hoài vậy. Dạ, học cái quỳ ta. Ồ, ác ôn thiệt, một cái quy tơi. Trời ơi, nó hiu quá trời hiu luôn. Ui trời. Má đứng gì mà nó đứng đó nó gần tôi ta. Xạo không? Tôi đứng ở đây đéo có tầm nhìn gì mà nó đứng đây nó gần tôi nè. Thằng on này là thằng thằng on này hôm trước nó hành thằng nát hai trận Lucian nè. Nó đánh với thằng nát nó hành nó mới có cơ hội nó gáy thôi chứ chứ vô tôi chấp nó một cái tài thì cũng win nữa.
này lên. Sao con Nautilus chết? Chết còn lát. Why? Why bro? Để xa quá luôn rồi. Rồi rồi lên. Mình chạy đâu à? Hả? Tao cho mày chạy chưa? Nè, chín suối nè. Hoàng chín suối nè, hoàng chín suối nè, tướng trên núi đoái xuống dòng suối của mày luôn. Tao đái vô cái suối của mày luôn. Hehehe.